Quay trở lại với Gia Bảo Channel ngày hôm nay, Gia Bảo Luxury muốn đem đến một thiết kế ấn tượng được coi là best seller của hãng trong năm 2017 khi mới giới thiệu tại Baselworld 2017. Chiếc đồng hồ có tên gọi Hatmoser NCA Endeavor Central Seconds Automatic, một cái tên khá là dài. Sở hữu có một cái tên dài như thế bởi vì chiếc đồng hồ này, thứ nhất, Hatmoser là tên của nhà sản xuất, thứ hai, Endeavor là tên của bộ sưu tập danh tiếng của hãng, thứ ba, Central Seconds là để ám chỉ đến tính năng của bộ kim, và cuối cùng, Automatic là để nói đến bộ máy tự động HMC200 của hãng, bộ máy được coi là tự động đầu tiên của Hatmoser trong dòng Endeavor. Hatmoser NCA Endeavor Central Seconds Automatic, chiếc đồng hồ ngày hôm nay sở hữu bộ vỏ khung dáng tròn cổ điển trong chất liệu vàng trắng, mang đến sự trẻ trung nhưng không thiếu phần lịch lãm. Đặc biệt với kích thước 41mm, dày 10,7mm mà thôi, cùng vành bezel siêu mỏng cũng như được làm dốc. Chiếc đồng hồ này là một chiếc wristwatch mà bất kỳ người đàn ông nào cũng nên sở hữu. Càng nối dây bằng vàng trắng, dáng cong sẽ ôm trọn lên cổ tay của bất kỳ ai. Mỗi cạnh đều được khoét eo mềm mại, đây được coi là một chi tiết cách điệu, đem đến một cái nhìn mới cho những cái thiết kế càng nối dây khác. Tại vị trí 3 giờ là một núm chỉnh giờ có khắc chữ M, ký hiệu của hãng Hatmoser NCA. Về cơ bản, núm chỉnh giờ này tương đối nhỏ gọn, chỉ tầm khoảng 5mm mà thôi. Phần đáy cũng được làm từ vàng trắng 18K, đi kèm với lớp kính sapphire trong suốt để ta có thể quan sát bộ máy HMC200 ở bên trong. Bên ngoài đáy là tên hãng Hatmoser NCA được chạm khắc điêu luyện cùng dòng chữ N200-15528 ở góc 6 giờ. Tại 4 góc của càng nối dây là 3 dấu triện cùng ký hiệu AU750 thể hiện chất liệu của hãng. Kết hợp cùng bộ vỏ khung bằng vàng trắng và mặt số xanh ngọc là dây đeo vải kudu mềm mại của hãng Hatmoser. Cố định dây đeo này là một móc khóa cài nhỏ gọn. Móc khóa cài đã được làm xước mờ cùng tên Hatmoser CE. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được phần vỏ khung, núm chỉnh giờ, phần đáy cũng như dây đeo của chiếc đồng hồ Hatmoser CE ngày hôm nay. Giờ chúng ta sẽ tiếp theo sẽ tìm hiểu đến mặt số tối giản ở bên dưới. Đơn giản nhưng không hề đơn điệu, đó là những gì Hatmoser NCA làm cho chiếc đồng hồ này. Mặt số chỉ có duy nhất màu xanh ngọc tươi sáng, lạ mắt, được tạo hiệu ứng khói hay được biết với tên gọi là Fume Dial. Mặt số xanh sáng ở trung tâm và thẫm dần ở phía ngoài viền, được các nghệ nhân từ nhà sản xuất Hatmoser chế tác tỉ mỉ. Ngoài ra, mặt số còn được làm trải tia tỏa ra từ phía trung tâm, nên dù có ở ngoài trời sáng hay là những khu vực thiếu ánh sáng hơn một chút, mặt số cũng vô cùng hấp dẫn và trông như một màn trình diễn nghệ thuật của ánh sáng vậy. Trên mặt số xanh chỉ gói gọn lại một vài chi tiết như là mốc 12 mốc chỉ giờ. 12 mốc chỉ giờ được làm đơn giản thôi, chỉ bằng những cái đường thẳng bằng vàng trắng với phân biệt khác nhau bằng độ ngắn dài. Những vị trí như 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ có đường thẳng dài hơn. Còn các cái góc 1, 2, 4, 5 hay các góc khác thì nó lại được phân biệt bằng cái đường chỉ ngắn hơn. Riêng mốc 12 giờ là hai đường thẳng song song. Hoàn thiện trên mặt số xanh là bộ kim dáng líp thanh mảnh và mềm mại, hòa quyện cùng tên thương hiệu Hatmoser NCA uốn lượn tại góc 12 giờ đây. Toàn bộ hoạt động của bộ kim sẽ được điều chỉnh nhờ một núm chỉnh giờ ở bên góc 3 giờ. Với thao tác rất là đơn giản, chúng ta rút ra thôi. Khi rút ra thì kim dây sẽ hoàn toàn dừng lại để có thể điều chỉnh thời gian chính xác hơn nhờ vào cơ chế hacking second của bộ máy HMC200. Hiện tại bây giờ là 5:30 và chúng ta sẽ điều chỉnh đến 5:30 một cách nhanh chóng. Rồi, 5 giờ kết thúc và kim sẽ hoạt động, dây sẽ hoạt động lại. Nếu bàn về bộ máy HMC200 thì đây chính là ngôi sao sáng của chiếc Hatmoser NCA Endeavor Central Seconds Automatic, đem đến Baselworld 2017
Bộ máy HMC200 là một bộ máy mới được sản xuất in-house của hãng, có khả năng cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ này hoạt động trong vòng 72 giờ nhờ một rotor bằng vàng. Đây, một rotor bằng vàng dưới đây. Điểm đặc biệt của bộ máy HMC200 này là nó được trang bị những kỹ thuật tiên tiến nhất từ nhà sản xuất Harmoser, có thể kể đến như là dây tóc Charmin, được sản xuất in-house bằng chất liệu độc quyền do nhà sản xuất Harmoser NCE tự mình nghiên cứu, hay chiếc đồng hồ này còn được trang bị module bộ thoát có thể hoán đổi được. HMC200 được hoàn thiện với 28 chân kính hồng cùng các đường vân Moser ở trên đĩa chính và đường vân sọc cũng như làm sần ở rotor màu vàng. Là sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp cổ điển cũng như hiện đại, chiếc Harmoser NCE trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay xứng đáng là một chiếc đồng hồ cần có của bất kỳ quý ông nào hết. Hiện nay, chiếc đồng hồ này được bán với giá niêm yết là 20.500 USD. Để đem lại cái nhìn cận cảnh về chi tiết chiếc đồng hồ Harmoser Endeavor Central Seconds Automatic ngày hôm nay, Gia Bảo Luxury sẽ đem đến một chiếc đồng hồ có thiết kế tương tự và sự phối hợp màu sắc tương tự. Hiện trên tay tôi là chiếc đồng hồ, tôi nghĩ là tương xứng có thể so sánh được với chiếc Harmoser của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc đồng hồ này có tên là Jean Richard, với sự phối hợp của bộ vỏ khung bằng vàng hồng, mang một tông trầm và ấm của màu nâu trên mặt số cũng như dây đeo màu nâu. Tôi sẽ nhờ một ai đó lên tay dùm hai chiếc này để các bạn có thể xem được sự tương xứng của hai chiếc. Nếu như yêu thích vẻ đẹp nồng ấm ấm áp thì bạn có thể lựa chọn chiếc Rolex Chart. Còn nếu như đem yêu thích những tông màu trầm lạnh thì có lẽ Harmoser NCE chắc chắn là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Nếu yêu thích và mong muốn những siêu phẩm đồng hồ mới từ Gia Bảo Luxury, đừng ngại subscribe kênh và comment dưới video này của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của chúng tôi.